Hello, chào các bạn. Xin giới thiệu các bạn, đây là con trực thăng Heli E-119. Vâng, tôi mới đặt mua trên Banggood. Đó, với giá là 47 đô la, tức là khoảng độ 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Vâng, đây là một con trực thăng đồ chơi, hay còn gọi là hàng toy. Đó, tức là dành cho con nít đấy các bạn. Tuy nhiên, như các bạn thường đi chơi ở công viên hay là coi trên YouTube nhiều cái video mọi người chơi trực thăng, chơi heli, thì nó có rất nhiều chủng loại đấy, rất nhiều cái đẳng cấp. Tuy nhiên, cái con E-119 này là một cái con giá rẻ và cũng là một cái con đầu tiên rất là thích hợp để cho các bạn mới tập chơi, kể cả người lớn, rất là dễ bay và rẻ tiền. Với cái tầm giá 1 triệu thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ bay được ok, và nếu có rơi rớt thì cũng không có bị thiệt hại nhiều. Còn nếu bắt các bạn chơi những con cao hơn thì rất là nguy hiểm. Ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn thật là chi tiết cho các bạn cách để mà bay được một con trực thăng heli như thế này, như thế nào cho nó đúng và an toàn. Thì thông thường các bạn mới mua về thì chúng ta sẽ làm gì? Cắm pin, đúng không? Đây, tôi đã cắm pin và cái đèn nó đang chớp. Đây, đèn đỏ đang chớp là nó đang dò tìm tín hiệu. Bây giờ mình chỉ việc bật tay cầm lên thôi. Đấy, bật tay cầm lên. Thì tự động tay cầm ở máy bay sẽ kết nối lại với nhau và đèn sẽ không còn chớp nữa. Lúc này hai thiết bị đã kết nối với nhau và các bạn chỉ việc đẩy cần ga này lên. Đấy, là cánh quạt sẽ quay. Ok, đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn nhanh với các bạn về những cái phím, những cái joystick ở trên này. Thì đây là cần ga. Thì các bạn phân biệt rằng cần ga này nó khác với cần bên đây. Cần bên đây á, là mình kéo lên, kéo xuống, kéo qua, kéo lại này, thì nó bung ra, nó trở về lại cái vị trí cũ. Còn cái cần ga này là ga chết. Đó, nó không có giống như flycam, tức là cái cần này mình đưa lên tới đâu là nằm im ở đó luôn và nó giữ mức ga đó. Vâng, đây là một cái khái niệm rất là mới cho các bạn mới chơi heli hoặc là chơi cái dòng FPV quad racing. Đấy, ga chết nha, tức là mình đưa lên là nằm im luôn. Đấy, mình đưa lên. Ga lên càng cao, bạn buông tay ra thì ga nó không có tự động nó nhả lại và nó giữ nguyên vị trí đó. Đấy. Và khi cần thì mình phải gạt nó xuống thì máy bay sẽ dừng. Đấy. Thì thông thường các bạn mới chơi lần đầu tiên mua về thì thường hay háo hức cắm pin xong một cái là đưa ra là gạt cần rồi bay. Và tôi dám chắc với các bạn là ngay cú bay đầu tiên các bạn đã đập con máy bay này rồi. Đập lung tung hết và nó bay loạn xạ hết. Đó. Và hầu như là gãy cánh, văng pin, gãy cánh quạt sau, vân vân. Và những cái thiệt hại đó, đó chúng ta ít khi có thể mua được phụ tùng thay thế. Và thường là chúng ta đưa vào thành ra là hàng trưng bày ngay luôn. Đấy, cho nên chơi cái này phải rất là cẩn thận các bạn. Chúng ta cần phải học thao tác. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Ở đây tôi sẽ nói nhanh, còn phần chi tiết các bạn coi ở video phần cuối sẽ rõ hơn. Đây là cần ga các bạn ha. Đó, nhấp càng mạnh thì ga càng nhanh. Rồi, lên xuống á, còn mình đưa qua trái phải á, là nó sẽ xoay đầu. Đó, cần này mình đưa qua trái phải
thì máy bay sẽ xoay đầu như thế này. Đó, xoay qua xoay lại. Mình muốn qua trái thì mình bẻ qua trái, muốn qua phải bẻ qua phải. Và bên đây, cái cần bên phải này là bốn hướng đẩy lên. Đẩy lên là máy bay sẽ bay tới. Kéo xuống là máy bay sẽ bay lùi. Gạt qua trái, máy bay sẽ nghiêng qua trái và bay qua trái. Gạt qua phải, máy bay sẽ nghiêng qua phải. Đó, và từ từ qua phải. Và buông tay ra, nó sẽ tự động cân bằng trở lại. Cái tay phải này buông tay ra, máy bay sẽ tự động cân bằng trở lại. Đây là một cái con toy đồ chơi. Đó, nó có cái chip gyro 60, cho nên nó tự động cân bằng. Tự động cân bằng mà mình không cần phải phải tốn nhiều công sức để giữ cân bằng cho nó như những cái dòng chuyên nghiệp. Các bạn lưu ý ha, chế độ bay cân bằng, đây là chế độ bay cân bằng, cho nên khá là dễ. Tôi xin nói lại cái trường hợp ban nãy là khi mà các bạn vừa mới mua về, cắm pin vào và bấm vút một cái lao đi ngay thì nó gọi là sự cố tai nạn hàng không đã xảy ra, va quẹt lung tung hết rồi các bạn không biết cách xử lý. Đó là lý do tại sao. Tại vì như thế này, bạn chưa thực hiện cân bằng lại cái máy bay. Cân bằng lại bằng 4 cái nút ở trên đây. Đó, 1, 2, 3, 4 cái nút ở đây. Tức là gì? Đầu tiên các bạn cần phải đặt cái máy bay này ở một cái mặt phẳng. Mặt phẳng ở đây là một mặt bàn hoặc là một cái sàn nhà thật là phẳng. Sau đó bên tay phải các bạn đừng đụng gì vào cả. Bên đây đừng đụng gì cả. Bên trái này các bạn đẩy ga lên. Đó, bên trái này các bạn dùng ngón tay đẩy ga lên. Đẩy ga lên từ từ. Đẩy cho tới khi nào các bạn thấy cái bay nó nhóm lên và nó lao đi. Điều chắc chắn là nó sẽ lao đi. Như vậy là sai. Máy bay này nó chưa có cân. Tại vì theo lý thuyết, khi các bạn nâng ga lên thì máy bay sẽ nâng lên từ từ lên khỏi mặt đất như thế này. Và ga xuống nó xuống, nó sẽ lên xuống đều như này. Đằng này mình vừa mới đẩy cần này, bên đây mình chưa đụng gì cả mà máy bay nó đã xỉa tới hoặc là tạt ngang hoặc là giật lùi. Thì khi đó các bạn phải sử dụng cái nút này. Đấy. Nếu máy bay bị tạt qua bên trái, mình chưa can thiệp bên trái nha, mình mới nâng ga lên mà nó đã tạt qua bên trái đó, thì mình dùng cái nút ở dưới đây, nút này gạt qua gạt lại này, nó tương ứng với lại cái trái phải, và nút này gạt lên gạt xuống là tương ứng với tới và lùi đó. Thì nếu như nó bị tạt qua bên trái thì các bạn kéo cái cần này đó qua bên phải đó. Tức là mình cân lại bên phải một nấc hai nấc. Thì tùy theo cái joystick, có loại mình chỉ cần bấm như thế này, có loại phải bấm giữ. Rồi sau đó mình lại thử trở lại, không có bấm ở cần này, nâng cần ga này lên. Đấy. Và nếu máy bay vẫn tiếp tục bị tạt qua phải thì mình lại tiếp tục mình kéo cái này qua trái. Và tương tự cho máy bay nhào tới, nó vừa mới lên mà nó đã muốn nhào tới, thì các bạn kéo cái nút này xuống. Đó, kéo cái nút này xuống. Đó, kéo xuống 2 bàn đất gì đó. Tức là mình chỉnh lại cái thông số để cho nó đừng có bị trôi tới trước. Đó, các bạn hiểu ý 4 cái nút không? Và nếu như các bạn vừa mới nâng ga lên như thế này đó, mà máy bay nó đã có triệu chứng xoay đầu, nó xoay vòng vòng này, nó xoay qua đó, thì mình sẽ chỉnh cái nút ngang này. Đây là cái nút xoay đầu, tương ứng với lại xoay đầu. Xoay đầu qua trái, xoay đầu qua phải lúc này. Mình sẽ chỉnh, nếu nó bị xoay qua trái thì mình kéo qua phải. Và nếu nó bị xoay qua phải thì mình đẩy qua trái. Tít tít. Đó, chỉnh qua. Các bạn chỉnh như thế nào để khi mà mình nâng ga lên như thế này, nâng nữa lên, mà cái bay nó lên từ từ, nó lên từ từ như thế này, và nó không bị tạt qua, không bị tạt qua phải, không bị tạt qua trái, không bị giật lùi, không bị nhào tới trước, là ok, các bạn chỉnh đúng. Tuy nhiên đây là con đồ chơi, cho nên nó chỉ ở mức độ tương đối thôi các bạn. Nhưng mà mình cần phải thực hiện động tác đó. Khi mình nâng lên là nó lên như thế này,
và nó có thể nó hơi nghiêng ngả, nhưng mà ít thôi, chứ nó không có bị lao đi. Chừng nào mình sử dụng cái cần 4 chiều này tới lùi trái phải thì máy bay nó mới theo ý của mình. Ok, đây là cái động tác cực kỳ quan trọng mà các bạn mới mua thường bỏ qua, mà mình bay liền đó thì va đập là xảy ra. Các bạn thực hiện động tác này cho nó kỹ ha. Có thể mình sẽ phải thực hiện cái lệnh trim này nhiều lần, canh chỉ nhiều lần ở trong một cái phòng không có gió nha, phòng không có gió, và tất cả thông số đó sẽ được lưu ở trong này đó, và nó nhớ cho những lần chơi tiếp theo. Bước thứ hai mà các bạn cần phải nắm rõ, cần phải nằm lòng, là khi mình chơi trực thăng hay Leica hay bất cứ con gì thì mình nên ngồi thẳng như thế này hoặc đứng thẳng như thế này đó, và máy bay của mình luôn luôn ở phía trước mặt, cái đuôi máy bay hướng về mình, cái đầu máy bay hướng về phía mắt trước mình nhìn, và máy bay phải ngay như thế này. Để làm gì? Để cho nó phù hợp với cái tay cầm của mình. Khi mình gạt qua trái thì máy bay qua trái, mình muốn nó bay qua phải, mình gạt qua phải, máy bay qua phải. Và muốn máy bay lùi, mình kéo lùi, mình kéo cần này lùi về phía mình thì máy bay lùi về, và mình muốn đẩy tới thì đẩy tới. Tức là nó rất là trực quan, nó đúng với lại cái phương, cái hướng mà mình đang điều khiển. Đấy. Thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn khi các bạn muốn bay ở hướng bên đây thì các bạn phải xoay người qua bên đây. Đấy, xoay người qua bên này và máy bay nó phải nằm như thế này. Luôn luôn là như thế. Đó, tại vì cái đầu của mình phải nhớ bên trái là bên này, bên phải là bên này, trước và sau. Đúng không ạ? Thì rất là dễ. Rồi, sau khi các bạn thuộc cái đó rồi thì các bạn điều khiển rất là dễ. Nhưng trong quá trình bay sẽ có lúc máy bay nó sẽ nằm ngang như thế này, mà mình đang đối diện với lại máy bay nằm ngang, thì lúc đó các bạn phải nạp công thức thứ hai vào. Công thức thứ hai là gì? Khi máy bay ở vị trí nằm ngang thì chúng ta cần phải nạp một cái công thức mới vào trong đầu của mình. Tức là gì? Lúc này mình đẩy cần tới thì máy bay qua trái. Qua trái là theo hướng nhìn của mình nha, theo hướng nhìn của mình đang phía trước. Và mình kéo lùi, máy bay qua phải. Đó. Và mình kéo qua phải thì máy bay đi tới. Đó. Và mình kéo qua trái, máy bay đi lùi. Đó. Các bạn hiểu ý máy bay nào? Đó. Cái khó khi cái người mới tập chơi là mình chưa kịp đạt cái công thức mới này. Và tương tự cho khi máy bay xoay qua bên đây, thì khi các bạn đẩy cần tới thì máy bay qua phải, kéo cần lùi thì máy bay lại qua trái. Qua trái theo hướng mắt mình nhìn này. Cho nên là nhiều bạn sẽ bị lúng túng khi máy bay nằm ngang bên này và ngang bên này. Và tương tự cho khi máy bay nằm ngược, máy bay nằm đối diện với mình, thì mình đẩy cần tới thì máy bay nó sẽ lại là đâm vào mình. Mình kéo cần lùi thì máy bay sẽ đi xa ra. Và phải đó, thì nó lại thành trái. Mà trái thì nó lại là thành phải. Như vậy là trong đầu mình phải nạp 4 cái công thức liên tục, để khi mình nhìn máy bay nằm hướng nào mình sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy. Cho nên là cái động tác đó mình phải cần phải tập luyện. Và chưa kể là những cái con này nó không có duy trì độ cao, nó không có đứng nó treo lơ lửng như flycam được. Cho nên các bạn phải duy trì độ cao. Đấy. Phải luôn luôn giữ ga nhịp để giữ cái bay ở cái độ cao mà mình mong muốn. Tiếp theo, sau khi các bạn đã thực hiện được cái động tác mà người ta gọi là hover, giữ cho máy bay đứng yên một chỗ như vậy rồi, có thể nó sẽ hơi xê dịch trong vòng 1 mét đổ lại là an toàn. Thì mình quen với cái trạng thái này rồi. Đây, cái quen với cái trạng thái là cái đuôi nó bay về mình như thế này ha. Đó, cái đuôi nó bay về mình như thế này rồi. Đấy. Thì các bạn nhìn vị trí này, mình đã thử sử dụng cái joystick bên phải thuần thục rồi. Thì các bạn thử xoay cái cần bên trái này, xoay cái bay nằm ngang là 90 độ, để các bạn ngắm nhìn cái bay ở cái phương ngang. Và nếu có biến cố xảy ra, các bạn trả trở lại liền, rồi thực hiện lại cho bên trái, quay qua bên trái.
đó, giữ vài giây đó, và nếu nó bị trôi các bạn chưa xử lý kịp quay trở lại. Đấy, đó là cái mẹo để mà chúng ta xử lý cái bay cho nó chính xác hơn. Quay qua rồi trở lại liền, quay qua trở lại liền đó. Rồi sau khi quay được 90 độ rồi thì chúng ta sẽ quay 180 độ đối nghịch với mình và hover ngược. Và nếu có sự cố xảy ra mình quay lại 180 độ để trở lại cái vị trí ban đầu. Và cuối cùng là các bạn sẽ xoay một vòng tròn 360 độ cho nó đẹp đó, và trở lại vị trí ban đầu này. Thì mình thực hiện cái động tác đó nó thuần thục đó, ở vị trí này, vị trí này, vị trí này và vị trí này thuần thục rồi. Thì sau đó mới tới giai đoạn 2 là giai đoạn bay. Tức là khi mình bay là bay liên tục, bay thành vòng tròn đó, thì cái giai đoạn đó là gọi là các bạn đã biết bay rồi. Giai đoạn đó hơi bị khó đó. Ok, chào các bạn. Đây là những hình ảnh mà tôi đập hộp $47 từ bên Vút. Vâng, đây là con heli thứ 3 mà tôi đã từng mua. Đấy, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, và 3 pin kèm theo. Đây là nhân vật chính E119. Tay cầm. Đấy. Rất là nhẹ. Đó, tuy nhiên cũng khá là sắc sảo, đủ để cho các bạn mới chơi cảm thấy thích thú khi mình để trên bàn làm việc. Đấy, mình sẽ có một tay cầm mút 2, một E911 trực thăng và 3 cục pin đó, và một cái húp sạc. Đấy, một húp sạc nó pin 3V7 dung lượng 350mAh. Đấy, một cục pin này các bạn bay có thể được 15 phút theo hãng công bố. Và tôi đã từng bay thử thì ở hover nhẹ nhàng thì đúng là 15 phút thật. Còn bay bạo lực thì có thể chắc khoảng độ 10-12 phút. Đấy, đây là cái bộ phận truyền động đó, khi mà mình sử dụng cần phải ấy, thì nó sẽ nghiêng cánh quạt và sẽ điều khiển máy bay nghiêng để có thể trái phải theo ý của mình. Cần ga khá êm, chơi trong nhà vô tư. Đấy, đây tôi đang ở trong văn phòng làm việc đó, và mình những lúc giải lao rảnh rỗi mình có thể tập luyện làm quen với lại cái tay ga và cái trình điều khiển của nó. Đấy, tôi đang bay trong để trên cái bàn và tập xoay thử đó, xoay qua xoay lại chơi đó, khá thú vị. Đấy, tay cầm mút 2 nha các bạn đó, khi mua đặt hàng trên mạng thì các bạn sẽ thấy là sẽ có tay cầm mút 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên ở Việt Nam thì người ta chơi mút 2, các bạn lưu ý nha, mút 2 đó. Pin thì mình sẽ phải mua thêm 4 cục pin 2A 1V5 đó, tổng của nó là 9V, mình mua thêm. Đây là nút nguồn đó, mở lên thì đèn sẽ chớp và sau khi bắt tín hiệu thì đèn sẽ dừng. Bắt được tín hiệu là kết nối với máy bay ấy. Đó, đây là cái màn hình LCD trắng đen đó, các bạn đẩy lên thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ga đó. Đó, cái thang ga nó có 5 nấc ấy. Đó, mình đẩy full ga là 5 nấc 100%, mình hạ xuống hết là không. Đấy, đây là nút ga, ga chết cho các bạn, đẩy lên nó không có tự nó buông về đâu, nó nằm cố định luôn đó. Và mình bẻ qua trái và phải đó, mình gạt qua trái và phải là rẽ trái rẽ phải đó, tức là sẽ xoay đầu máy bay qua trái hoặc xoay đầu máy bay qua phải đó. Những động tác này mình nên làm nhẹ nhàng thôi, ép từ từ đó, để rẽ trái phải. Còn cái joystick, cái cần bên phải á, thì là đẩy tới là from, tức là phía trước đó, nó ghi chữ F kìa đó, là đẩy tới cái bay sẽ lao phía trước. Và kéo lùi là lùi là back, nó ghi chữ B. Bên trái là left đó, bên phải là right là nó sẽ tạt qua phải đó, 4 hướng đó. Đây là cái nút tinh chỉnh ga, giống như là guarantee của xe máy ấy. Đó, nếu các bạn cần mức ga cao
thì mình chỉnh nó lên, mình nhấn giữ nó kêu tít tít tít. Đó, ga cao. Còn đây là nút xoay đầu. Nếu như các bạn bị xoay á, mới mở gang ti lên mà nó đã có xu hướng nó xoay xoay á, thì mình chỉnh cái nút này để nó cưỡng lại, không cho xoay nữa. Đó, tương tự cho cái nút tới và lui. Đó, tới và lui. Đây là nút qua trái qua phải, là gọi những cái nút này gọi là nút stream, tức là để tinh chỉnh lại. Đó, nếu như mà cái máy của mình nó tự động nó bị trôi á. Đây, ở những cái bài đầu tiên thì các bạn nên tìm một nơi vắng vẻ hoặc phẳng như thế này. Đó, ở trong nhà hoặc trong phòng khách, nơi vắng, không có gió để mình tập bay. Không có chướng ngại vật, không có đồ nhiều để khỏi bị dây hư hỏng. Các bạn chú ý cái hướng ngồi của tôi và hướng của máy bay. Đấy, cái đuôi máy bay luôn luôn hướng về mình. Đó, và cái buồng lái của máy bay nhìn về phía trước. Đó, giống như mình đang nhập vai. Đó, và đây là tư thế khác. Đấy, vì tôi muốn quay cái cảnh ngang cho các bạn nhìn thấy cái vẻ đẹp của chiếc trực thăng, cho nên tôi phải ngồi ngang lại. Thì cái máy bay nó sẽ phù hợp với lại cái hướng tay cầm của mình, trái phải và tới lui nó thuận. Với những người bắt đầu là mình nên như vậy, mình bay hướng nào thì mình phải ngồi hướng đó. Còn những người giỏi hơn thì đứng hướng nào họ cũng có thể bay được. Đấy, đây tôi cũng mới đang tập chơi thôi, cho nên là các bạn nhìn thấy hướng tôi ngồi và hướng máy bay không? Như vậy thì mình sẽ xử lý nó tốt hơn, thuận tay hơn. Đấy, một cục pin này có thể chơi tới 10 tới 15 phút tùy theo cái mức độ siết ga bạo lực của bạn. Đấy, sau khi các bạn làm quen rồi thì các bạn có thể xoay một vòng. Đầu tiên mình chưa quen thì mình quay 90 độ qua trái, sau đó mình trả lại liền. Đó, sau đó mình quay 90 độ qua phải thì mình trả lại liền. Đấy, tôi xoay nó bay lại theo đúng hướng ngồi của mình, rồi mình mới bay. Đó, mình hover được một lúc, mình chán, mình xoay nửa 1/4 vòng qua trái qua phải, rồi quay 180 độ, mình giữ được vài giây, coi như mình trụ được vài giây. Đó, mình lại xoay trở lại theo đúng cái hướng của mình. Đó, và sau khi mình cả thế êm, mình phải xoay 1-2 vòng. Đó, động tác xoay này có thể làm cái quay chao đảo. Và cái ga, các bạn lưu ý cái độ cao, ga càng mạnh thì nó sẽ lên cao. Đấy, đó, mình tập ở trong nhà không có gió thì mọi chuyện nó sẽ dễ hơn một chút. Đó, và những bức tường trống thì nó không có gây gãy cánh quạt và văng cái cánh ở đuôi ra. Cái cánh ở đuôi, cái cánh quạt ở đuôi rất dễ bị văng, và nếu mất thì các bạn có thể khó có thể tìm mua được. Đây là các bạn tua ngược thôi các bạn, tua ngược thôi, nhưng chưa có đủ khả năng hạ cánh như vậy đâu. Vâng, tiếp theo là tôi đang mô phỏng cái động tác ga để các bạn xem. Đấy, mình nhìn ga đó, mình ga đã lên đấy, mình phải dùng tay giữ lại để nó khỏi bị cất cánh. Đó, các bạn cảm nhận, và đây là tôi đang rê, ép cần stick bên trái qua trái để xoay đầu qua trái. Đấy, động tác xoay đầu luôn. Đấy, tôi đang mô phỏng bạn xem cái stick bên trái. Đó, mình ép nhẹ qua phải này, máy bay sẽ từ từ xoay đầu qua phải. Còn nãy là xoay qua trái thì mình tập cái động tác này để nó quen tay đi ở những nơi rảnh rỗi. Và đây là cần phải. Đó, khi mình kéo qua trái này, những cái khớp, những cái relay, những cái servo nó hoạt động để nó kéo cái hệ thống cánh quạt chính để đẩy tới, thì cánh quạt sẽ cụp xuống phía trước, kéo ra đằng sau, cánh quạt sẽ ngửa đằng sau. Điều đó đồng nghĩa với cho máy bay bay lùi. Đấy, mình hiểu cơ chế như vậy. Thì các bạn nhìn cái cấu trúc của cái bộ phận truyền lực bằng nhựa đó, do đồ chơi rẻ tiền nhưng nên nó không có độ chính xác lắm, cho nên là bay con này cái độ chính xác của nó hơi bị khó, nó không có được bằng kim loại và nó không có được chi tiết như những cái đồ xịn sò
cho nên là mọi động tác lái của mình nhiều khi nó cũng không có theo tuân theo đúng cái ý của mình đâu. Tuy nhiên là tài chính có hạn cho nên mình cũng nên tập và làm quen. Vâng, đây là cái quạt đuôi. Đấy, nó chỉ ghim vào cho nên rất là dễ bị văng ra ngoài. Vâng, đây tôi đang thị phạm mô phỏng một động tác mình đẩy cần qua phải ấy. Đó, máy bay nó sẽ bay qua phải. Còn đẩy cần qua trái. Thường những động tác trái phải này mình nên kéo nhẹ tay chứ đừng có làm gấp quá. Ép từ từ. Mình làm nhanh quá nó mấy con này nó nhỏ cho nên nó người ta gọi rằng là nó rất là lanh. Cho nên nó quạt. Đó đấy, mình kéo cần lùi thì nó bay sẽ lùi. Mình đẩy stick phải lên thì máy bay sẽ là bay tới. Nó giống như mình chơi xe điều khiển vậy đó, gần giống như vậy đó. Đây là tôi mô phỏng thôi. Đấy. Còn nếu mình đẩy xéo thì sao? Đẩy xéo 45 độ về hướng 2 giờ đó thì máy bay sẽ bay xéo lên đó, tức là một nửa lên trên và một nửa qua phải đó. Đây mình kéo chéo xuống bên dưới đó, hướng 8 giờ thì mình đó, máy bay sẽ bay thành hình dấu X. Bay thành hình dấu X. Còn ban nãy ấy, là cơ bản là mình sẽ bay theo hình dấu thập, hình dấu cộng. Vâng, còn đây là đang mô phỏng động tác nâng ga. Động tác nâng ga lên. Mình nâng ga lên thì máy bay sẽ từ từ nâng lên. Đó, máy bay sẽ từ từ nâng lên. Lên nào. Đấy, nâng lên. Ga mạnh thì lên nhanh. Đó, lên. Kéo xuống. Mấy động tác này các bạn làm nhẹ tay thôi và từ từ thôi. Chứ gạt mạnh một cái là nó bắn lên trần nhà luôn á. Hạ xuống. Đó, mình nên tập cái động tác ga này cho nó quen tay. Vâng, và bây giờ mời các bạn cùng xem tôi bay ở ngoài trời. Vâng, con Heli E119 này thật sự là một con đồ chơi và chỉ nên bay trong nhà hoặc trong công viên. Tuy nhiên đây là một video biểu diễn cho nên rằng là trong một buổi chiều hơi có gió nhẹ và hoàng hôn đang xuống. Đó, hoàng hôn đang xuống rất là đẹp cho nên tôi đem con này ra ngoài trời bay thử trên sân thượng của một cái chung cư cao 7 tầng cho các bạn xem. Đó, là cái con này khi bay ra ngoài trời nó như thế nào. Đấy. Đấy, lâu lâu mình xoay vòng chơi. Thật sự thì cái con này tôi chưa dám bay lượn vòng vèo, chỉ là hover và đưa qua trái phải. Đó, theo ở cái nhu cầu căn bản mà nãy giờ tôi đang hướng dẫn các bạn đấy. Và lâu lâu mình xoay nửa vòng, một vòng hoặc hai vòng chơi thôi và duy trì ở độ cao khoảng độ 2m, 3m, 4m. Đấy, và luôn luôn hướng máy bay về phía trước và cái đuôi máy bay chỉ về mình để cho thuận cho cái phương điều khiển. Vâng, bay trên một cái nền background hoàng hôn rất là đẹp. Đấy, bay ngoài nó rất là nguy hiểm các bạn. Nếu mà gió mạnh là có thể nó đi luôn đấy, tại vì sức kháng gió con này không có cao. Cái thứ hai là con này quá là bé cho nên khi bay ra xa các bạn sẽ không phân biệt được đầu đuôi và khi đó mình sẽ không lái được nữa. Không phân biệt được đầu đuôi thì mình sẽ không lái được nữa. Đó, tại vì mình đang nhìn bằng mắt, mình đang bay ở góc nhìn thứ ba chứ không phải mình đang ngồi trong cabin, cho nên rằng là mình đứng ở ngoài cho nên mọi cái phương hướng bay sẽ khó hơn là bay kiểu FPV hoặc là bay flycam mình có màn hình nhiều. Đây là trực quan. Cho nên là khi ngồi bỏ tiếng bay là cái bộ não của mình phải nhanh chóng chuyển đổi cái hệ thống hướng của tay cầm điều chỉnh phù hợp giống như phần đầu tôi đã nói với các bạn. Đấy. Lưu ý gió mà các bạn mới bay ra trời cái này là mất luôn á. Bay nó dính cái ngọn cây là khỏi lấy.
hoặc rớt xuống là đập bể hết. Mình nên tìm một bãi cỏ chơi cho nó an toàn. Và cái guarantee như tôi nói ban nãy, các bạn có thể chỉnh cái ga cho cao một chút đó, để khi mà nó rớt nhẹ hơn. Vâng, một buổi chiều mát mà các bạn thư giãn một chút như thế này ở trên sân thượng nhà mình thì thật là khá thú vị đúng không các bạn? Với cái giá 1 triệu đồng chưa kể tiền ship thì tôi nghĩ rằng là con này hoàn toàn xứng đáng. Khá đẹp, bay khá ok. Hiện tại hình ảnh các bạn đang xem là được tôi quay bởi con Goro Pad Black đang đeo ở trên trán, cho nên nó bay đến đâu cái mình hướng cái đầu mình, cái mắt mình nhìn theo, cho nên là không quay gần được. Vâng, đây tôi hướng dẫn các bạn cách xử lý cái ga này. Đó, bình thường thì cái ga của mình khi kéo xuống hết thì cánh quạt sẽ tắt. Đó, còn đây tôi đang nâng ga lên. Đấy, cái nút bên trên đó, nút số 2 đó là mình kéo lên trên là cái guarantee của vòng tua motor nó sẽ cao lên. Các bạn thấy tôi đã chỉnh lên tới nấc thứ 2. Đó, mình chỉnh lên tới cái nấc nào mà máy bay nó chưa cất cánh được, nó chưa đủ cái tốc độ để nó cất cánh. Đấy, mình gạt hết cần xuống này mà motor không tắt. Điều này rất hữu ích khi các bạn mới tập bay ở ngoài chỗ vắng. À, vì thông thường nếu mình để bằng không, mình gạt xuống cái máy bay nó rớt cái tóm liền. Đó, còn bây giờ mình để ga nó hai mức như vậy ấy, thì khi mình gạt xuống ấy, thì máy bay nó xuống từ từ. Đó, nó rớt từ từ chứ nó không có rớt cái tóm một cái, nó không có tắt động cơ ấy. Và khi mình tăng ga lên nó cũng dễ nữa. Đó, nó đã có sẵn ba vạch rồi, cho nên mình chỉ cần nhích một cái là nó lên thôi. Đó, tuy nhiên là trường hợp này khi mà các bạn va quẹt, các bạn không thể tắt động cơ được mà có thể gãy cánh quạt. Đó, cho nên các bạn cần lưu ý trường hợp này. Đó, nhưng mà có cái vòng tua lớn rồi thì mình, lúc mà mình hạ xuống ấy, nó êm hơn là mình hạ bằng không. Nó rớt độ cao đột ngột. Trường hợp khi gặp sự cố thì bạn phải tắt nguồn thôi. Đấy, tắt nguồn thì mất tín hiệu, máy bay sẽ tự động tắt. Và cái khuyết điểm của cái trò này là khi mình mở cho lên lại ấy, thì mình sẽ không có khởi động động cơ được nữa. Đấy, thường là mình đẩy ga lên là nó sẽ khởi động động cơ không được nữa. Thì với trường hợp này các bạn phải xả về bằng không trở lại. Đó, sử dụng cái nút thứ hai, nó đưa cái vạch nó về số 0 trở lại thì các bạn mới khởi động tiếp được. Vâng, đây là trường hợp mà tôi nói ngay từ đầu các bạn. Mình tìm nơi bằng phẳng và nâng ga từ từ lên thì bạn sẽ thấy cái bay. Đấy, máy bay nó sẽ chưa đụng cần phải, máy bay nó sẽ lao đi, nó tạt về bên trái. Cho nên bây giờ tôi sẽ sử dụng cái nút số 4 này đó, để kéo về bên phải hai nấc. Tức là mình stream, mình cho nó ăn gian lệch qua phải một chút để nó không có đâm về bên trái nữa. Đấy, bạn thấy không? Nó không đâm về bên trái nữa nhưng mà nó đâm thẳng. Bây giờ mình chỉnh tiếp là mình sử dụng cái nút số 3, mình kéo lùi lại. Đó, kéo lùi lại tương ứng với lại bay lùi ấy, hai nấc. Đó, để máy bay nó đừng có, ok, nó vẫn lao tới. Với những con xịn sò thì cái độ sai lệch này không nhiều, nhưng với con này có lẽ độ lệch của nó khá cao. Mình kéo về tới 4 vạch. Đó, tương ứng với lại nút back ấy, kéo lùi ấy. Đó, thì bây giờ các bạn thấy sau khi mình nâng ga thì máy bay nó tự nâng lên. Đó, và nó không bị đâm tới hoặc là đâm ngang, tạt ngang, lùi. Đó, nó sẽ gần như nó sẽ ứng ở một chỗ và mình có thể điều khiển cái cành phải để giữ vị trí cho nó, luôn luôn giữ stick phải. Đây là cái ốp nhựa thôi. Đó, tôi mở cho các bạn xem cái cúc bút bên trong. Nó khá là đơn giản, ngoài cái phần cơ khí ra, răng ra thì chỉ có một cái mạch nhỏ. Và hình như cái này nó xài S-Bus, cho nên là nếu các bạn có cái tay cầm á, của Futa 3 đó, thì có thể gắn một cái RX vào đây và sử dụng cái tay cầm chuyên nghiệp của mình. Đó, theo tờ giấy hướng dẫn là như vậy. Đó, đây là kích thước của nó, dài 25cm, cao 3,7, cao 80, nặng có 46g thôi. Đây là hướng dẫn tay cầm, các bạn có thể tham khảo thêm ở cái tờ hướng dẫn của nó về cách sử dụng những cái nút
và cái màn hình theo dõi trạng thái. Ok, vậy là nãy giờ gần nửa tiếng đồng hồ tôi đã tư vấn và hướng dẫn chi tiết các bạn cách bay một cái con trực thăng heli hoặc là quad racing cũng tương tự thôi, cũng động tác tương tự như vậy. Đó, nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy đặt mua cho mình một con. Và nếu còn có những thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới, tôi sẽ trả lời các bạn. Bye bye, chào tạm biệt.